Thầy chào các em học sinh lớp 1 và quý phụ huynh. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề số 6, đề thi học kỳ 1 năm học 2022-2023, môn toán. Bài số 1, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Cho các số, số 2, số 10, số 7, số 4, số 6. Gồm có hai câu, câu A và câu B. Câu A là số bé nhất là số nào? Thì trong các số này, số bé nhất là số 2. Do đó thì câu A này chọn đáp án là C. Câu B là số lớn nhất là số nào? Thì trong các số này, số lớn nhất là số 10. Vậy thì câu B này chọn đáp án là B. Bài số 2, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Gồm có hai câu. Câu A là kết quả của phép tính 3 cộng 6 bằng bao nhiêu? 3 cộng 6 bằng 9. Cho đó thì câu A này chọn đáp án là A. Câu B, cô tặng cho Lan 3 quyển vở. Cô tặng cho Lan này 3 quyển vở, Hà 2 quyển vở, Tú 2 quyển vở. Cô đã tặng bao nhiêu quyển vở? Vậy thì cô đã tặng số quyển vở sẽ là lấy 3 cộng 2 cộng 2. Vậy thì 3 cộng 2 cộng 2 là bao nhiêu? Đây nè. Lấy 3 cộng cho 2 rồi cộng thêm cho 2. Tính từ bên trái sang bên phải là 3 cộng 2 bằng 5. Rồi 5 cộng cho 2 là bằng, kết quả là bằng 7. Vậy cô đã tặng 7 quyển vở. Do đó thì câu B này chọn đáp án là B luôn. Rồi bài số 3, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Các số, đây chấm phải nha, chấm phải. Các số 8, 1, 5, 0. Câu A, viết theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé. Thì số lớn nhất ở đây là số 8. Tiếp theo sẽ là số 5, rồi đến số 1 và cuối cùng là số 0. Bởi vì sao? Bởi vì 0 thì nó bé hơn mấy? Bé hơn 1, 1 bé hơn 5 và 5 bé hơn 8. Và sắp theo thứ tự tăng dần thì chúng ta thấy là từ 0, 0, 1, 5, 8. Còn ngược lại là từ lớn đến gì? Đến bé là từ mấy? 8 này đến 5 đến 1 và cuối cùng là 0. Đó. Vậy thì 8, 5, 1, 0. Đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì? B. Đọc cho kỹ đề. Từ lớn đến bé. Rồi câu B là từ bé đến lớn, à bé đến lớn thì lấy cái này. Là từ bé đến lớn là mấy? 0, 1, 5, 8. Rồi chúng ta sẽ khoanh đáp án ở đây. 0, 1, 5, 8. Từ bé đến lớn. Rồi chỗ này xin lỗi, thầy sửa tiếng nha. Cái này thì sửa là thành là chỗ này là số 0 nè. Số 0 nha, số 0, đây số 1. Chưa? 0158 từ bé đến lớn thì đáp án B nha. Đáp án B. Đáp án B. Tiếp theo là bài số 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng, gồm có hai câu, câu A và câu B. Mỗi bài thì có hai câu. Câu A này. Cho phép tính nam nhỏ hơn ô vuông. Số cần điền vào ô trống. Thì ở đây thấy là nam nhỏ hơn mấy? Nam nhỏ hơn nam không được đúng không? Nam thì bằng nam thôi. Vậy thì nhỏ hơn thì chọn cái số kia phải lớn hơn. Số kia sẽ là số 6. Vậy số 3 với số nam là không có được, đúng chưa? Số 3 thì nó nhỏ hơn nam rồi. Còn số nam thì bằng nam là không có được. Cho đó thì chọn cái số nào mà nó nhỏ hơn số nam là số mấy? Lớn số nam là số mấy? Số 6. Vậy là nam nhỏ hơn 6, đúng chưa? Hợp lý. Nam nhỏ hơn 6 là hợp lý rồi. Câu B, cho phép tính 9 lớn hơn ô vuông cộng cho 4. Số cần điền vào ô trống. Thì 9 mà lớn hơn ô vuông cộng 4. Vậy thì số bên kia sẽ là số mấy? Nó phải là tổng lại, tổng ô vuông với số 4 phải lớn hơn 9 mới được. Phải nhỏ hơn 9 đúng không? Nhỏ hơn 9. Vậy thì số nam là không được rồi này. Nam cộng 4 bằng 9 là không được rồi. Vậy là 9 cũng không được luôn. 9 thì đây là 9 cộng 4 13. Vậy 9 sao lớn 13 được? Đó thì chọn số 4. 4 cộng 4 bằng 8. Vậy là 9 lớn hơn 8. Đúng chưa?
Và câu B là chọn đáp án là C. Thì ghi quay một cái nhớp cho em xem này, đây này. Này là gì đây? À, bên trái là 9 đúng không? Lớn hơn này, ô vuông này là chúng ta điền số mấy? Số 4. Thấy chưa? Bởi vì 4 cộng 4 bằng 8. Vậy thì 9 lớn hơn 8 đúng chưa? Rồi. Bài số 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Hình bên có câu A là số hình vuông là bao nhiêu? Hình bên này có đúng một hình vuông thôi. Điền đáp án A. Khoanh đáp án A vào. Câu B là số hình tam giác thì chúng ta đếm này, số 1 đánh số 1 đánh số này là 1 này, 2, 3. Hình đơn là có 1 2 3, là có 3 hình chưa? Hình đơn là có 3 hình. Rồi hình đôi á là ghép lại này, 1 2 với 3 là có hình nữa là mấy? 4. Đúng chưa? Còn ghép 2 với 3 là 2 với 3 là 4 hình này. Rồi 1 ghép với 2 là không được. 1 với 3 không được. 1 2 3 ra hình vuông rồi. Vậy hình đơn này nó lại tóm là hình đơn thôi này. Đây thì mình nhớ hiểu này. Nhất là chúng ta có hình đơn. Hình đơn thì có gì đây? 1 2 và 3. Đúng chưa? Thứ hai là hình đôi á. Hình đôi nghĩa là hai hình tam giác ghép lại á thì có hình 2 ghép với 3. 2 ghép cộng cho 3, 2 cộng 3. Đúng chưa? 2 cộng 3. Vậy cái này có 3 hình này, này có 1 hình nữa, tổng là mấy hình đây? 4 hình tam giác. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Bài số 6. Tính câu A là 2 cộng 4 trừ 2, tính từ bên trái sang bên phải là 2 cộng 4 bằng 6, 6 trừ cho 2 là bằng 4, 8 trừ 3 trừ 1, 8 trừ 3 là còn 5, 5 trừ 1 là còn 4. Điền số 4 vào. Rồi tiếp theo là câu B này, 5 cộng 0 cộng 3, 5 cộng 0 là bằng 5, 5 cộng 3 bằng 8, kết quả bằng 8, điền số 8 vào. 9 trừ 6 cộng 4 thì lấy 9 trừ 6 là còn 3, 3 cộng 4 bằng 7. Bài số 7. Đây là bài cuối cùng liên quan đến số 5 trừ 5. Cái đáy giáo này ô vuông đúng không? Ô vuông bằng 4. Thì 5 trừ 5 là bằng 0 rồi. Để nó bằng 4 thì số này mới là số 4. Bởi vì 5 trừ 5 bằng 0, 0 cộng 4 bằng 4. Điện số 4 vào đây. Cái này là 8 trừ 7 cộng cho ô vuông bằng 7. Thì 8 trừ 7 cộng mấy để nó bằng 7 này đúng không? Vậy điều ô vuông đi xuống ở đây, 8 trừ 7 là còn mấy? Còn 1. Vậy để nó bằng 7 thì cộng thêm 6 vào. Đúng chưa? 8 trừ 7 là bằng 1 cộng 6 bằng 7. Nên là 7 cộng 3 trừ ô vuông bằng 5. Thì 7 cộng 3 bằng 10. Mà để bằng 5 thì phải trừ cho mấy? Trừ cho 5. 7 cộng 3 bằng 10 này, 10 trừ 5 bằng 5. Cái này là 6 cộng 2 trừ ô vuông bằng 4 thì 6 cộng 2 bằng 8. 8 trừ cho mấy thì bằng 4 thì chúng ta cứ lấy 8 trừ 4 đi, đúng không? Bây giờ này cũng vậy này, lấy 7 cộng 3 là 10, trừ đi 5 là còn 5, thấy không? Trừ cái số bên phải này. Cái này là 6 cộng 2 đem trừ cho 4 là tự nhiên nó bằng mấy đây? Bằng mấy đây? Bằng 4. Đúng chưa? 6 cộng 2 là 8, 8 trừ 4 bằng 4. Chính xác chưa? Bài tiếp theo, bài số 8. Số phép tính. Câu A, lần có 6 que tính, lần bớt đi 4 que tính, lần còn lại bao nhiêu que tính? Thì bớt là trừ, mà chúng ta lấy 6 trừ 4. Có 6 que, bớt đi 4 que, nghĩa là lấy 6 trừ cho 4 nè. 6 trừ 4 thì bằng 2. Rồi câu B này. Cái đây là những cái bông hoa. Thì đây là có trong cái hình chữ nhật này, nó có là 6 bông hoa. Đây hình mũi tên, có 2 bông hoa thêm vào, đúng không? Mũi tên đi qua đúng không? Qua bên phải này, nghĩa là bỏ thêm vào 2 bông hoa nữa. Vậy có 6 rồi thêm vào 2 bông hoa nữa là chúng ta lấy 6 cộng 2. 6 cộng 2 thì bằng 8.
bài số 9. Gồm có hai câu, câu A là viết số thích hợp vào trống. Này là số 0, số 1. Cuối cùng là số 10 thì chỗ này sẽ là mấy? 0, 1 đến gì? Rồi đến 2, rồi đến số 3, 4, rồi đến số 5 nè, đến số 6, chỗ này sẽ là số 7, đây số 8 nè. Cuối cùng là đây số 9 đúng không? Vậy là đọc nè. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Câu B. Viết theo mẫu. Số 2 thì ghi chữ 2. Vậy số 3 là ghi chữ 3 thôi. Đó, ghi chữ 3 vào bảo 3. Số 5 là ghi nợ 5. Số 6 là ghi sờ ao sao sắc 6. Được chưa? Số 8 ghi chữ 8 là xong. Đó. Bài cuối cùng là bài số 10. Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp và viết phép tính tương ứng với bài toán. Minh có 10 quả táo, Minh cho 4 quả táo, Minh còn lại bao nhiêu quả? Thì có 10 mà cho là trừ đúng không? Cho bớt là trừ đúng không? Vậy thì có 10 quả mà cho đi 4 quả thì còn mấy quả? Lấy 10 trừ 4 còn 6, trả lời là còn lại là 6 quả này. Điền số 6 và ghi chữ quả này đúng không? Rồi. Rồi điền phép tính nữa. Là lấy mấy? 10 trừ đi cho 4. Có 10 quả cho 4 quả là bằng 10 trừ 4 bằng 6. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video lần tiếp theo. Chào tạm biệt các em.